On évolue. Tu étais sur Tinder? Ouais, j'étais sur Tinder à ce oh, moment. Tinder là. perso? Ouais, Tinder perso. Okay. Hanafi wow. gần đây phát hiện anh trai Safir dùng <cười> <cười> ứng dụng hẹn hò Tinder được nhiều <cười> <cười> người biết tiếng nhờ chức năng trực màn hình. <laughs> Did you find your wife? Uh, pas ma wife, mais, <laughs> mais des petites filles, sympa. Trong khi người anh vẫn tiếp tục tìm kiếm ý trung nhân thì các thao tác dùng ngón tay trực màn hình của Safir đã truyền cảm hứng cho hai anh em chế tạo ra ứng dụng Lockit, một ứng dụng phục vụ lĩnh vực bất động sản. Chỉ cần dùng ngón tay trên màn hình từ góc phải hoặc góc trái để xem các quảng cáo bất động sản. Khi thiết cái nào, chỉ cần nhấp vào đấy thôi. Ok Lucky giúp người thuê nhà tìm ra những người chủ có nhà muốn cho thuê khỏi qua trung gian, mất tiền cò cho các môi giới bất động sản. Với Lucky, mọi người đều có thể là một người môi giới bất động sản. Cha của họ, một người nhập cư từ Maroc, là người đã khơi nguồn khiến hai anh em quan tâm đến công việc kinh doanh bất động sản. Cha tôi mua bán rất nhiều bất động sản, ông thường thách đố xem. Đứa nào trong hai anh em chúng tôi là người đầu tiên giúp ông tìm đúng người mua hay người thuê nhà. Không như hành trình của người cha tới Pháp tìm kiếm cơ hội tốt hơn, hai anh em Lamia và Xavier giờ đây tìm tới thung lũng Silicon, lấy cảm hứng từ sự thành công của các công ty khởi nghiệp Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới nhìn thấy cách Facebook thay đổi cách chúng ta giao tiếp, Uber thay đổi cách chúng ta di chuyển, Airbnb thay đổi cách chúng ta tìm nơi sinh sống trong ngắn hạn. Cá nhân tôi muốn thay đổi cách chúng ta mua bán bất động sản. Hai anh em hiện đang có mặt trong thành phố gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng với hy vọng một vài cơ hội vàng từ thung lũng Silicon sẽ mỉm cười với họ. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời. Chúng tôi rất may mắn. Tiếng Pháp gọi là... On, on cụm từ này nghĩa là hy vọng và tại thung lũng silicon nơi đặt nhiều niềm tin mang lại thắng lợi còn nhiều hơn đây là một tâm trạng phổ quát